Kỳ phùng địch thủ của Honda e-Blade đã chính thức được mở bán với mức giá 39,1 triệu đồng, thiết kế đẹp long lanh như SH. Mới đây, nhà sản xuất xe hai bánh chạy điện River có trụ sở tại Bengaluru đã chính thức mở bán mẫu xe tay ga điện Indy 2024 với mức giá mới là 138.000 rupee, tương đương 39,1 triệu đồng, tăng 13.000 rupee, khoảng 3,7 triệu đồng so với Indy 2023. Thiết kế của River Indy 2024 khá độc đáo với mặt trước táo bạo, đèn pha LED kép hình vuông nằm trong tấm chắn bùn phía trước cong. Các tấm ốp bên chạy gọn gàng lên phần phía sau hình hộp, nơi có đèn hậu hình chữ nhật. Bên cạnh đó, Indy 2024 còn có ghế ngồi rộng, sàn phẳng, chỗ để chân cho người lái phía trước và giá đỡ cứng được tích hợp vào hai bên. River Indy 2024 được trang bị bánh xe 14 inch, lớn nhất so với bất kỳ chiếc xe điện nào tại Ấn Độ. Với dung tích 43 lít, cốp đựng đồ dưới ghế của Indy 2024 thậm chí còn lớn hơn cả Honda Lead, chưa kể hộp đựng đồ phía trước xe cũng có dung tích lên tới 12 lít. Các tính năng hữu ích khác bao gồm màn hình LCD đủ màu, hai cổng sạc USB và chức năng hỗ trợ đỗ xe lùi. Hệ thống treo của River Indy 2024 bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc thủy lực đôi phía sau. Indy 2024 được trang bị phanh đĩa cả trước và sau, được hỗ trợ bởi hệ thống phanh liên kết CBS. Cung cấp sức mạnh cho River Indy 2024 là bộ pin 4 kWh đạt tiêu chuẩn IP67 với phạm vi hoạt động thực tế được công bố là 120 km. Động cơ đặt giữa của xe tay ga này mang lại công suất tối đa 9 mã lực và mô men xoắn cực đại 26 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 40 km/h trong 3,9 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h. Indy 2024 có 3 chế độ lái là Roost, Ride và Eco. Nhà sản xuất cho biết pin của Indy 2024 có thể được sạc từ 0 đến 80% bằng bộ sạc tiêu chuẩn trong 5 giờ. Hơn nữa, chiếc xe tay ga này còn được bảo hành 5 năm, 50.000 dặm cho cả động cơ và pin.